bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm là hai câu thơ của tác giả nào? Giang Nam, Vũ Quần Phương, Hoàng Trung Thông hay là Trần Đăng Khoa? Mời bạn. Văn học thì nó không phải là thế mạnh của em lắm. Không phải thế mạnh. Vâng. Bạn hay đọc sách nhưng mà lại không phải thế mạnh về văn học. Em thì em thích đọc sách về sức khỏe. Đọc sách về sức khỏe. Dạ. Vâng, kiểu ăn sạch uống sạch. Vâng. Thiền kiểu vâng. Và lối sống xanh các thứ đấy. Lối sống xanh. Dạ. Vâng. Câu này thì vì là không chắc chắn và cũng không có quá nhiều dữ kiện. Và em nghĩ đây là thế mạnh của các nhà thông thái. Thế mạnh của các nhà thông thái. Vâng. Tôi tin chắc là các nhà thông thái biết câu này. Em cũng nghĩ thế. Vâng. Em sẽ quyết định dùng sự trợ giúp là hỏi nhà thông thái ạ. Hỏi nhà thông thái. Dạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Vâng ạ. Xin chào trường quay. Vâng, người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và muốn nhờ hai nhà thông thái, hai vị sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng. Chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng. Hai nhà thông thái của chúng ta đã sẵn sàng. Cả hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Hai câu thơ: bàn tay ta làm lên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm là của ai? A. Giang Nam, B. Vũ Quần Phương, C. Hoàng Trung Thông, D. Trần Đăng Khoa. Dễ quá rồi. Vâng, câu này chúng tôi có thể giúp bạn được và chúng tôi sẽ giải đáp vào giây thứ 3. Vâng, trước khi mà hết thời gian. Quá đáng, anh Việt toàn dọa người chơi thôi. C chọn đi bạn ơi, Hoàng Trung Thông. Vâng. Thế này thì đau tim quá. Cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vâng. Đấy, bạn thấy không? Tôi đã bảo là các nhà thông thái chắc chắn biết câu này. Vâng, em xin chọn đáp phương án C là phương án cuối cùng của em ạ. C, Hoàng Trung Thông. Và không có gì nghi ngờ cả, đây chính là hai câu thơ trong bài ca Vỡ Đất của Hoàng Trung Thông. Phương án C là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Với cách chi tiêu các quyền trợ giúp thế này thì anh em nhiều khả năng sẽ đến được câu 9. Tại vì là 6 một cái, 7 một cái, 8 một cái, 9 một cái thì là đến câu 9, như vậy là nó hơi xa với lại cái mức 80. Nhưng anh nghĩ là cứ đến đâu, cứ thi thôi, biết đâu những câu sau lại dễ. Dạ vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào hai nhà thông thái. Xin cảm ơn anh chị với phần tư vấn hết sức hiệu quả vừa rồi. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có vẻ là dưới sức của anh chị nhiều quá nên là hai nhà thông thái. Anh Việt vừa mới trách tôi đấy là giải quyết vấn đề nhanh quá, làm cho người chơi mất cái phần hồi hộp. Anh ấy kiên quyết là để đến giây thứ 3 hoặc là giây thứ 2 mới trả lời cái câu hỏi này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn Lơ chắc là trái tim cũng đã phải chịu đựng rất là nhiều xúc cảm rồi, cho nên là nên giải phóng, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc đúng cho rồi. Nhau thôi Lơ ơi. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ giải đáp cái câu phần trợ giúp của mình đấy, giải đáp một cái câu hỏi sâu hơn nữa. Nhưng mà Lơ ơi cứ bình tĩnh, bởi vì là những người triệu phú hôm nay thì là tỷ phú những ngày xa xưa. Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà thông thái ạ.